chiếc rõ ràng các bác nhá. Và bây giờ bắt đầu em sẽ cắm chiếc một này. Và thì nó đã chưa? Và những cặp loa còn nguyên bụi bẩn này. Đấy, nguyên chất bãi, vết sứt nhỏ 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 này. Đấy. Đương nhiên là phải có vết sứt sát nhỏ nha. Rồi, vết sứt sát là chuyện đương nhiên. Nhưng với đối với hàng bãi mà như này thì cực kỳ là đẹp rồi. Đấy. Đấy. Cực kỳ là đẹp. Chưa cả lòng. Em test thử cho bác khách ở Phú Thọ tối ngày hôm qua đã chốt cặp loa này. Giá 13 triệu 200 nghìn. Một cái giá yêu thương nhất. Đấy, bát 40. Mã số là LV15. Một dòng loa đánh cực kỳ là bạo lực, phải nói là khủng khiếp. LV15 các bác nhá. Đó, đánh tốc hết cả mái hàng xóm. Công suất lớn em không dám đứng ở trước và đánh khủng khiếp luôn, đánh cực đã luôn. Và bác ở tên là Thuần, bác ở Phú Thọ nhá, Cẩm Khê Phú Thọ, bác đã chuyển tiền em. Và sau em sẽ test hai cặp loài cho bác khách ở Nghệ An. Và đâu nhỉ, bác khách ở Nghệ An chuyển tiền em hôm qua cơ, ở đây bác Trần Văn Ngự. Đấy, bác ở Đô Lương, Nghệ An. Đấy, hai cặp nhá, bác là lấy hai cặp một lúc, rồi thì hai cặp nữa thì chuyển về cho xem nào. Bác Bách ở Gò Dầu. Đấy, ở tỉnh Tây Ninh. Và một bác nữa em chưa ghi ở điện thoại kia. Một bác nữa ở khu vực thành phố Bắc Ninh cơ. 4 cặp BB2012C. Đấy, 4 cặp này cho 3 bác khách ở 3 tỉnh. Một bác ở Nghệ An là lấy 2 cặp. Đấy. Em xin dừng video nhá các bác nhá. Và bên ngoài này anh em tập trung hết mức để đóng những chiếc đẩy lên vai, những cặp loa 3G. Đấy, đóng hết mức để chuyển cho các bác. Rồi, tổng lực các bạn. Trân trọng cảm ơn các bác nhá. Em xin dừng video ở đây.